Bao nhiêu lâu rồi mà mình không được cầm cái số tiền lớn như thế này? Mới cầm lần đầu tiên. Thì mới cầm lần đầu tiên. Mới cầm lần đầu tiên hết chứ, đó giờ cầm 50% nhiều chứ, mới cầm đầu tiên là nhiêu đây đó. Vâng. Vậy là lâu lắm rồi là mình không cầm cái số tiền lớn như thế này. Hai món trả 5 triệu bán không? Ôi trời ơi. Đĩa hả? Dạ. Ôi trời. Cô đi ôi trời ơi nó máu không à. Nè 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 nè. Đĩa kia. Mày mắt cho. Ở đây là mới mưa lớn hả chị? Dạ mới mưa. Ăn gì đó à? Bánh. Đâu rồi ông xã chị đâu rồi? Đi làm đi dọn nhà phụ bà. Có mình bà. Ăn gì đó à? Ăn gì đó à? Bánh mấy chú ơi con bánh. Đây là vẫn là mấy đứa bé hôm bữa đây đúng không nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa. Cháu kia với nhỏ kia đứng bên kia. À vậy hả? Đây là mấy cháu của chị hả? Ờ. Ơi cô đang làm gì ấy cô ơi? Cơ. Ôi, bắt được nhiều chưa? Hè đứng em he, đứng xuống đi. Cho ông mũi kìa. Rồi mọi người ơi. Đây cô đang mò cua bắt ốc. Ô cái này đứng lên được không ta? Không sợ mất cái thủ. À. Thấy dao. Bước tới thử rồi, bước tới rồi. Qua giờ này có đi lạc rau rồi bán được nhiều không cô? Mấy bữa nay là đi chơi, mưa quá không có được đất ốc, đi chơi. Mấy bữa nay không sợ công an hả mà đi lượm ve chai rồi? Hả? Không sợ công an hay sao mà đi lượm ve chai rồi? Lượm vòng vòng đây nè. Vâng. Đấy bé này là nhiêu tuổi rồi hả cô? Có hay đi cùng bà như này không? Dạ. Có lạnh không con? Hả? À, xuống nước có lạnh không? Này là mình bắt để ăn tối hay sao vậy cô? Tối nay chưa có gì ăn à? Đấy mọi người, đây là cuộc sống mưu sinh của gia đình đây. Rất là tình cờ ngày hôm nay em qua đây để gặp gia đình thì lại gặp cô là đang đi mò cua bắt ốc. Bình thường nước có ngập như thế này không hay là mưa lắm mới ngập vậy? Vâng, nhưng mà nước nhiều này thì sao mà bắt được ốc đúng không? Vâng. Đây là cũng là người nhà mình luôn hả chị? Em là chị đó. À là chị gái hả? Vâng. Cũng 4 năm đứa con vậy. 4 năm đứa con luôn. Thế chị ở đâu? Bữa trước em không có gặp chị. Ở khác chỗ hả? Dạ, em bên kia nè. À. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 37. Vậy hả? Là gia đình mình chắc là cũng lượm ve chai như chị gái đây hả? Ừ, cũng lượm ve chai. Ờ. Năm đứa con, năm thằng trai nè. Vâng. Đi đây con. Rồi, nãy giờ lượm được cái gì rồi? Ôi trời ơi. Đĩa. Đĩa hả? Dạ. Rồi. Ôi trời ơi. Cô đi ôi trời ơi, nó máu không à? Nè 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 nè. Đĩa kia. Mày mắt cho. Trời đất ơi. Không thấy cả. Đĩa. Nhưng mà cái này thì chắc mình cũng quen rồi đúng không? Dạ. Quen rồi. Quen rồi mà đúng không? Bắt hoài đâu. Vâng. Em đi với cha em bắt luôn đã. Vâng, đâu con xem là thành quả nãy giờ là hai bà cháu kiếm được cái gì rồi? Hôm nay là con ốc. Có mấy con ốc này thì ăn cái gì? Từ từ qua bên kia mới kè. À, bên này nữa hả? Đấy, mọi người ở đây thì có một bãi rau muống luôn. Cái này kiểu như rau muống dại đấy, không mọc. Cô là thường là cô đi hái rồi cô sẽ bán. Đo lại một bó rồi bán khoảng mấy chục ngàn đó. Mua đồ ăn cũng như là mua sữa cho mấy bé. Bé bó 20. Bao nhiêu? 20.000. 20.000 một bó à? Một bó lớn không? Một bó bự. Thank you.
Ủa cái này là cái chuồng lợn hay chuồng gì hả chị? Trước cô này nuôi heo. À. Đây này, nếu mà mưa lớn là nó ngập lên hết ha. Dữ lắm, lúc trước ngập nước ngập vô nhà luôn á. À. Tràn vô tới nhà giờ là bớt rồi, là đổ nền nó cao lên làm đường nó xuống cống á. Lúc trước ngập cái này đây. Lúc trước là cái phòng bên em nó ngập dữ lắm. Lại đây con. Bây giờ là nước ngập vô cống á. Đây, đây là khung cảnh buổi chiều. À, khung cảnh buổi chiều ở cái khu vực này đây. Trời mới mưa xong. Chào tất cả quý vị, thì ngày hôm nay Thắng lại tiếp tục quay trở lại cái gia đình mà anh chồng thì mới chỉ 21 tuổi thôi. Tuy nhiên thì có 6 người con rồi. Gia đình thì cuộc sống khá là khó khăn. Người mẹ thì chỉ mò cua bắt ốc, còn hai vợ chồng anh chị thì đi lượm ve chai. Các cháu nhỏ thì bây giờ là vẫn chưa được đi học nữa mọi người ạ. Tí nó bán con mua. Không miếng nào phải nhiều là cho ăn luôn nghĩ vậy không? Như vừa nãy chị nói là một một bó bự là 20 ngàn. Dạ. À. Cho luôn nè. Cho thêm người nào khổ khổ mình cho. Thế mai em đặt hai bó được không? Rồi có luôn. Hả? Trả khỏi lấy tiền luôn. Hai bó trả 5 triệu bán không? Tại vì thấy rau ngon quá mà nãy thấy cô hái đó. Dạ. À. Bây giờ đây là đây không bẩn bên kia đâu, bên kia mới ngon, cái đọt nó ngon. À là đằng xa xa kia hả? Nhưng mà nãy ngập quá cô không đi à? Hay sao? Đi không có được, phải đi đến vòng hết cái đường. À tại thấy nó ngập quá trời nè. Dạ, để giữ nó mít nó qua không có được. Vâng. Phải đánh cái vòng của anh đó, nó có ra nhiều. Vâng. Ra qua nó ngon ngon. Rồi, hôm nay là đầy đủ hết cả gia đình đây. À còn thiếu anh nữa. Nó đi làm mà. Đi làm rồi. Vâng. À, thì mấy bé bữa giờ sao rồi hả? Có muốn đi học không? Dạ có. Có hả? Thích đi học hả? Ừ. Bé đấy là nhiêu tuổi rồi hả cô nhỉ? Dạ, cái này 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. À, thế mà nói sõi ghê ha. À. Nói sõi ghê đấy chứ. Vâng. Đấy, thưa mọi người thì vừa rồi thì cô đây cũng mới đi bắt ốc cũng như là hái rau, thì em cũng gọi cả gia đình vào đây ngồi trò chuyện một chút để hỏi thăm gia đình, và cũng như là có một chút quà của các cô chú Mạnh Thường Quân có gửi cho em để gửi cho gia đình vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Đấy, thì trước khi mà em gửi số quà cho gia đình ấy thì im con, im để chú nói chuyện chút nào. Thì bữa giờ mình có được cứu trợ thêm gì không? Không có hả? À. Rồi số tiền hôm bữa rồi sao rồi, tiêu hết chưa? Dạ. Bữa đóng tiền điện nữa. Bữa anh cho em đóng tiền điện. À. Đóng tiền gì ạ? Đóng tiền điện mà tiền nhà chưa có đóng. Thế có để lại đồng nào để mua đồ ăn cũng như là mua sữa cho các bé không? Có để lại 200 nghìn mua sữa gì đó. À. Mua đồ ăn cho em. Dạ. Ở nãy thấy cô là đi hái rau là bị đỉa nó ấy hả? Nè. Ôi trời đất ơi. Đi có hay có thường hay bị đỉa nó cắn rồi. Nó cắn không? Cắn rồi à. Vâng. Nè mấy vết thương này bị nó không nè. Vâng. Nè. Vết thương cũng bị nó không. Rồi đó rồi. Vừa nãy là bé này là đi với bà đây. Có hay đi bắt ốc với bà như vậy không? Dạ có. Ừ, có thích đi không? Dạ. Bây giờ thích đi bắt ốc hơn hay là thích đi học hơn nè? À vậy hả? Tại sao lại thích đi học hơn? À nói chú nghe coi. Nói đi. Nói đi con. Tại sao lại thích đi học hơn nhỉ? Đi bắt ốc vui hơn mà. Đấy, mọi người ạ, bé rất là thích đi học luôn. Và tuy nhiên thì gia đình khó khăn. Đó. Hầu như là các cháu nhỏ là chưa được ai được đi học cả. Cuộc sống thì trông chờ vào những cái đồng tiền của cô đây bán từng bó rau và những cái đồ chai chai mà hai vợ chồng mới lượm. Đang nói chuyện mà bé khóc quá mọi người. Để cho chị lớn chị bế bé vào trong. Cẩn thận không là té đó. Rồi, thưa mọi người thì cái hoàn cảnh gia đình này thì hôm bữa em cũng đã chia sẻ và cũng hỏi chi tiết rồi. Thì tổng số là 9 người và trong đó là có 6 người con nít. Thì có 3 người lớn thôi. Nếu cô chú anh chị nào mà chưa hiểu rõ đấy thì mọi người có thể là quay lại clip đó. Còn ngày hôm nay thì cũng được sự ủng hộ của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, em cũng tới đây để hỏi thăm gia đình và trao phần quà này. Thì trước khi
trao cái phần quà này thì chị với lại cô cho em hỏi là cái dự định sắp tới của gia đình mình ấy, khi mà 30 này nếu mà họ cho đi làm lại thì gia đình mình sẽ như thế nào, có thể là chia sẻ cho em với lại mọi người biết được không? Đây thì mình cũng dẫn đi đi chơi bậy bạ vậy, nhóc thì cho nó đi làm hồ. Vâng. Vậy là anh trai là tính đi làm hồ chứ không đi lượm ve chai nữa hả? Đây mấy bữa nay cho nó đi vòng vòng đây lượm gì chứ, qua cái dịch là cho nó đi làm hồ. Vâng. Đi chơi cũng đâu. Rồi cô thì vẫn ở nhà rồi hái hái rau bắt ốc để bà trông các bé. Còn chị là tiếp tục là đi lượm ve chai. Có gì xe bánh của em không đi. Vâng, còn anh trai là thôi bây giờ đi làm hồ chứ không đi cùng vợ nữa. Rồi, thế cũng được ha. Thì đi làm hồ thì có thể là cực hơn nhưng mà cái lương bổng nó cũng được nhiều hơn. Vâng, thì bây giờ em cũng xin phép là thay mặt các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho mình cái số tiền ha. Trong đó thì có anh Hưng ở Vũng Tàu là 1 triệu. Hai là một cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên nước ngoài, là cô có gửi cho mình là 200 đô. 200 đô thì em có đổi ra tiền Việt thì nó tương đương là khoảng 4.550.000 ha. Với lại 1 triệu của anh Hưng ở Vũng Tàu nữa là 5.550.000. Thì bây giờ là em gửi cho gia đình ha. Đấy, đây là số tiền là 5.550.000. Cô đếm dùm đi. Đấy, cô đếm dùm xem đủ chưa. Run hả? Cô đang run hả? Hả? Bây giờ có cầm tiền chứ nhiều gì đâu. À, bây giờ từng này đủ mua 2 bó rau muống chưa? 4 5 đủ. Đủ chưa? Bây giờ con mua 2 bó rau muống số tiền này nha. Giờ không có rau muống. Hả? Bán tiền ra cho người ta coi. Chỉ có giấc sáng được thôi. Vâng. Dạo này chứ không có đi hái. Bình thường là bây giờ buổi chiều là chỉ đi hái để mình ăn thôi. Dạ. Còn buổi sáng là sáng sẽ sớm 5 giờ. Sáng sớm mà đi hái để bán. Vâng. Thật ra thì cũng nói vui với cô vậy thôi. Dạ thì con giỡn vui với cô thế thôi chứ còn đây là số tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân có gửi á, thì hôm nay con cũng tới đây để trao cho gia đình ha. Trong đó là có anh Hưng ở Vũng Tàu và một cô Mạnh Thường Quân giấu tên bên nước ngoài. Thì cảm ơn cái... anh Hưng giúp đỡ cho mấy đứa cháu. Cảm ơn anh Hưng nhiều. Một cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên nước ngoài á. Mạnh Thường Quân á cho một cũng gửi cảm ơn nhiều, giúp cho mấy đứa cháu có tiền mua sữa này kia. Cảm ơn cô nhiều. Chị có gửi lời cảm ơn gì không? Dạ, em cảm ơn anh Hưng nhiều. Cảm ơn anh giúp cho em có tiền đóng tiền nhà trọ. Cảm ơn anh. Vì lại cảm ơn cô. Cảm ơn cô giúp cho tụi con có mua đồ ăn cho giúp tụi nó nít. Vâng. Thì cái cảm xúc của mình bây giờ như thế nào hả cô? Dạ, đây cũng mừng lắm chú ơi. Mừng được số tiền này cũng mừng lắm. Vâng. Bé nó đóng tiền nhà, mua sữa cho mấy đứa nhỏ rồi. Bao nhiêu lâu rồi mà mình không được cầm cái số tiền lớn như thế này? Mới cầm lần đầu tiên. Thì mới cầm lần đầu tiên. Mới cầm lần đầu tiên hết chứ đó. Không. Giờ cầm 50% nhiều chứ. Mới cầm đầu tiên là nhiêu đây đó. Vâng. Vậy là lâu lắm rồi là mình không cầm cái số tiền lớn như thế này. Thật ra thì cái số tiền 5 triệu mấy này thì nó cũng không lớn nhưng mà nó cũng không nhỏ đúng không? Nhưng mà đối với gia đình của cô thì cô lại thấy là quá lớn. Lớn lắm, cũng quý lắm. Vâng. Tại vì chưa bao giờ mà mình cầm cái số tiền như thế này. Dạ. Có thể là mình cầm cái số tiền nhỏ nhỏ đi lượm ve chai bán mỗi lần vài trăm ngàn này kia thì có đúng không? Dạ. Vâng. 50% đồ có. Vâng. Thì cho em hỏi một câu ngoài lề một xíu. Thì gia đình mình ấy sẽ tính là sử dụng cái số tiền này làm gì? Dạ. Đóng tiền nhà trọ tại 30 tay là tới tiền nhà luôn á. Tiền tháng cũ với lại tháng mới luôn. Vâng. Là mình nợ là tổng là bao nhiêu tiền rồi? Dạ. Nếu mà tính tháng này luôn chắc cũng 3 triệu mấy á. Ồ vậy hả? Ừ, sắp tới đấy thì hôm bữa em có nghe nói là gia đình mình là sẽ gửi các bé vô chùa gì hả? Không, vô sơ dạy, có số điện thoại sơ nó để hết dịch, sơ mới nhận được, chứ giờ dịch sơ không giúp nhận. Vâng. Có xin số điện thoại sơ nó để hết dịch, sơ mới cho vô học. Dạ, cho vô học. Dạ. Vâng. Là cho hết 6 bé vào luôn. Dạ. Rồi. Bây giờ là để đủ tuổi đi học thì chắc là chỉ có 3 bé thôi đúng không? Dạ. Không, miễn hơn rồi.
18 tuổi rồi. Vâng, là 16 tuổi, 17 tuổi rồi. Ôi trời hả, 7 tuổi. À, vậy là chỉ là 5 à, 4 đứa là có thể là đi học được rồi. Vâng. À, vậy là sắp tới là ba mẹ cho đi học rồi, mấy con vui không? Sao rồi? À, thì vừa rồi thì em cũng đang trò chuyện với cô với đại chị ở đây. Thì có thấy chú xuất hiện. Con cũng khá là tò mò, biết chú là gì với lại cô ở đây ạ? Đây là chú gia. À đấy hả? Và chú là ba của chị. À. Ủa chú ở gần đây không? À, ở liền khu 56. Dạ. Thì, cũng như là bây giờ mình cũng mấy tháng nay thì cũng khổ, không có đi lên được về quê, không có tiền lúc bị dò bị xe nó đụng nè. Vâng. Mấy tháng nay nhà nước thì nó không ra nghe phường cấp là cũng đâu có cấp. Vâng. Chú đã làm công việc gì? Thì cũng đi làm với trai. Làm với trai luôn. À, là cả gia đình mình làm với trai. Thì hôm nay là qua thăm cháu hả? Qua thăm thì các cháu hay sao? Qua thăm là em quay về hỏi thăm. Vâng. Dạ, hôm bữa thì con cũng tới gia đình á, cũng gửi cho một chút quà thì không có thấy chú. Dạ. Dạ. Mình ở nhà mấy bữa nay cấm đường nó cho đi qua nhà ai ở đó đó. Vâng. Tại bên kia nó xa quá. Vậy chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 57. Dạ. Vậy là mình ở bên đó với ai, là hai vợ chồng hả hay là sao? Với bà bản, bà cũng bệnh. Ừ. Xỉn. Vậy hả? Mẹ. Vâng vâng. Tim. Tim thì khổ rồi, mình không có tiền, cứ đi xin tiền người ta đi mua thuốc. Hút qua ngày thôi. Vâng. Chích vaccine đổ cho người ta cho không chích đâu. Dạ. Tại vì nặng, thuốc bệnh nặng quá. Mấy cái thứ bệnh. Vâng. Bị xỉn rồi bị phổi. Vâng. Nói gì nằm ở nhà. Dạ. Thế thì chú cho con hỏi là khi mà thấy các bé của mình, các cháu của mình mà khổ cực như thế thì chú thấy sao? Chú nghĩ như nào? Yên tâm, mình cũng chung là mà trước mình có làm thì mình chạy lên mua sổ cho cháu. Bây giờ nghe cái dịch này đùng ra thì mình cũng chạy lên xuống thăm chứ không có tiền bạc đồ nào. Vâng. Rồi có khi người ta cho thì mình kêu nó qua, có người ta giúp đó. Người cho là 20 thì nó mua sổ cho con, nó sống qua ngày thôi. Chú không có việc làm rồi chú cũng... Vâng. Thật ra thì chú nó cũng thương các bé lắm. Qua đi mà không cho qua. Nó sợ lây ra giờ dịch. Vâng. Đâu đó. Nhìn thấy các cháu mình cũng rất là xót đúng không? Vâng. Tuy nhiên thì mình cũng khổ quá. Vâng. Nên là không biết phải làm sao để giúp đỡ cả. Vâng. Chú cũng xin cán bộ đây nè, nó có cái trạm đó. Cho sáng 6 giờ chạy qua thăm. Mà giờ sớm không về nó chẳng cho qua. Vâng. Dạ. Thì qua đây đấy thì chú có muốn nhắn nhủ rồi gì tới con của mình cũng như là các cháu ở đây không? Có chứ, nó đây giờ nó đi đâu mà tới mình đi qua sang nhà cái cậu lây đó. Vâng. Ở đó chỗ đi để coi nhà nước ổn định dịch này kêu hết ba hết dịch đó. Rồi con coi có tụi nó mua bán gì chai rồi đi lại vâng. Người chai mua sữa cho con. Vâng. Cái ngày nó đi sáng thì được cả 80. Cả 80 con cứ nghỉ đi, đâu được nhiều. Bốn bịch sữa là nhiều thôi. Vâng. Chú thấy là con gái của mình ấy thì sinh quá nhiều em bé như vậy. Ừ. Có bao giờ mà chú nói rằng là thôi đừng có sinh nữa hay là có lời khuyên gì chưa? Có chứ. Con nói như vậy chứ. Vâng. Khi mình nói nó thôi nó đủ rồi. Nó hơi lỡ lỡ cái viên ra dơ nó dính rồi thôi ba nó giờ hơn khá tội rồi bé. Vâng. Để nuôi luôn đi kệ nó. Vâng. Không có nhiều hết á. Tại vì nhận mình nghèo chịu chứ đừng có để phá nó khổ. Vâng. Khổ lắm. Tội đúng không? Vâng. Vâng. Để chứng tỏ là gia đình tuy khó khăn nhưng mà cái tâm của mình ấy là mình không muốn làm hại các bé. Có đứa thứ hai nó bị tim đó. Dạ. Nó chưa dịch đó. Nó khổ lắm. Vâng. Tôi chạy xuống rồi nửa khi nó tim nó yếu quá bắt đầu xin bệnh viện Di Động á. Người chút nhưng mà thay tim nha. Cái ca sĩ này kia nó cho chứ không có ở đây không có xin được ăn. Dạ. Ở trong bệnh viện Di Động đưa không có tiền đưa đại luôn. Vâng. Chứ chết chết rồi trong bệnh viện. Để đưa tới nhờ của bác sĩ Di Động cứu. Vâng. Cứu rồi trong đó gồm chút bệnh đó. Bé nó sống đen thứ hai đó. Nhỏ một đứa. Nó nãy đó. Vâng. Nhờ mới cũng đồng ngõ trong Di Động có người ta cho thôi chứ không có ai mà cho. Vâng. Ca sĩ này kia là thấy khổ quá nó cho. Dạ. Hai mấy triệu để thay tim. Vâng. Nhưng mình là cha làm mẹ thì mình không có tiền. Mình đâu có cái tiền số lớn tiền dữ vậy. Vâng. Thì 6 mấy triệu khá nhỏ. Trăm mấy. Trăm mấy triệu rồi. Ồ. Cũng giờ trời giúp với ông bà với anh em đồng mạng với ta gần nữa thì có giúp cho. Vâng. Vậy là cái cháu lớn của chị ấy là trước mổ tim mà đã được giúp đỡ rồi đúng không?
mấy năm rồi, nay được 2 năm rồi. Ồ, vậy là bây giờ là bé cũng đã lớn như thế rồi. Lớn cũng vâng. Có nhưng mà bây giờ nó nhói nhói tim, lâu vâng. Lâu thì nó nhói tim. Dạ. Nhưng mà chưa bác sĩ kêu tái khám mà giờ đâu có tiền. Tái khám nhưng mà chưa có tiền, tại vì dịch đó sợ không có tiền. Vâng. Đấy, càng nói chuyện thì em cũng thấy rằng là gia đình của mình có nhiều cái éo le quá, khó khăn nhưng mà rồi bệnh tật này kia nữa cũng thấy tội. Rồi thì cũng cảm ơn chú ha, cảm ơn chú nãy giờ đã chia sẻ nhé chú nhé. Thì qua đây thì con cũng chúc gia đình mình và các bé đây sẽ gặp nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe trong tương lai ha. Và đặc biệt là mong là sắp tới là các bé sẽ được đi học. Rồi thì cũng xin chào cả gia đình nhá. Nước ngoài thì xa ra cứu cho con tôi cũng quá mừng. Dạ. Cảm ơn chú vậy. Dạ vâng. Dạ thì vừa rồi em cũng đã tới thăm gia đình cũng như là trao cái phần quà của một cô Mạnh Thường Quân cũng như là anh Hưng ở Vũng Tàu. Thì một lần nữa em xin cảm ơn anh và cô rất nhiều. Chúc anh với cô thật nhiều sức khỏe và công việc làm ăn phát triển. Thì bây giờ em cũng xin phép là tạm dừng cái clip này ở đây. Hẹn mọi người ở những nội dung sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.